Hello các bạn, em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả thân mến của em. Hiện tại bây giờ là buổi chiều thứ bảy rồi, và những như thường lệ thì hôm nay em kể chuyện ma có thật. Hiện tại bây giờ đó em cũng đang ở bên cạnh cái nghĩa trang bên đây, thì cái chuyện ma này là nói về một người mẹ chết oan và đã về giúp đỡ cho con. Thì các bạn có bao giờ mà nghĩ tới hay là tin rằng những người mà chết oan mà linh thiêng đó họ hiện về để mà giúp đỡ người thân thương của mình không? Thì thực sự ra cái câu chuyện này là không phải câu chuyện của em, và là của một người kể lại cho em. Thì em làm một thấy hay, em làm một cái clip để cho các bạn nghe. Đó là người mẹ âm dương. Cái vấn đề mà những người mà chết oan mà hiện về đó, hiện về mà linh thiêng rất là nhiều, cho nên có nhiều người á, người ta mới có cái cơ hội để mà lên đồng và để cho những người đó ngự vào mình, để mà mình xem bói hoặc là mình cầu hồn về chẳng hạn. Thì những cái thứ đó các bạn có tin là có thiệt hay không? Thì cái câu chuyện này đó là đã xảy ra năm 1975 rồi, rất là khoảng 40 mấy năm về trước. Cái thời đó là cái năm 75, đó là cái năm chiến tranh. Thì chắc các bạn ai cũng biết cái thời chiến tranh mà chết rất là nhiều chứ không phải là ít đâu. Thì một ngày đó, cái năm 1975 vào tháng 4, ngày 18 tây, thì có một bà mẹ, lúc đó một người sanh được một người con gái. Lúc đó con gái mới hình như là mới có 18 tháng tuổi thôi. Thì rất là tội. Còn bé mà mới 18 tháng thôi, thì hôm đó là ngày 18 tây tháng 4 năm 1975. Thì có một ngày đó là người mẹ đã gỡ đứa bé vào trong cái nhà trẻ để mà chiều đưa tới đó đón, để mà đưa về bên Nghệ An để mà lo cái chuyện gia đình. Thì trong thời gian đó là người bố đi quân đội, gọi là cũng đã về và cũng muốn chia tay ly dị với lại mẹ cô ta. Thì sau đó thì cái ngày 18 đó thì bà mẹ của cô ta mới gỡ cô ta vào cái nhà trẻ để mà chờ, để mà đưa về trên bên Nghệ An để mà sắp xếp chuyện gia đình. Thì đó khoảng 2 giờ chiều thì không may người mẹ đó gặp tai nạn mà chết. Lúc đó thì không có đem theo cái giấy tùy thân, không có giấy tờ gì, cho nên mình không biết mình ở đâu. Thì cho đến 12 giờ khuya thì mới tìm ra được cái người nhà. Và những cái người mà quen biết đó, cái xác nằm ở đó, thì người ta tới người ta trải chiếu. Và 3 ngày sau về làm đám ma để mà chôn, 3 ngày sau thì chôn. Thì lúc đó là bố đem bé về bên Nghệ An để mà lo chăm sóc. Thì lúc đó mấy ngày đầu chết đó, thì có một con rắn rất là to hiện về, bò về mà bò nghèo bò quấn vung chung quanh cái di ảnh của người mẹ đó. Thì các bạn biết mà, có những chuyện mà mình chết mình chưa làm xong công việc của mình, thì chắc chắn cái người đó mà nếu như mà linh thiêng thì chắc chắn sẽ về để mà tiếp tục cái công việc của mình, để bảo vệ cho những cái người mà mình đang cần bảo vệ. Thì sau một năm sau thì bố của cô ta đã lấy vợ khác. Cái này là cốt truyện có thật nha các bạn. Thì trong cái đêm mà tân hôn, là cái đêm động phòng đó, thì cái màn mà mẹ của cô ta đã mai đó, thì lúc đó trong cái đêm đó thì có một con rắn rất là to bò ở trên đỉnh cái màn đó. Thì hai vợ chồng trong đêm tân hôn mà, thì nhìn thấy con rắn ai cũng hét lên to lên, ai cũng hoảng sợ cả. Thì người mẹ này nói chung là rất là hận người cha, cho nên sợ người cha lo không được người con gái của mình, để mà cho nên người mẹ phải về để mà giúp đỡ cho con gái mình trong những lúc khó khăn. Thì có nhiều lúc vào mùa Tết, những ngày Tết, thì người mẹ hay về báo mộng cho con gái của mình, cho con gái mình những cái món quà Tết, chẳng hạn như những bộ áo mới. Nhưng những cái đó là chỉ là cái giấc mơ thôi.
thì nghe rất là thê thảm, rất là xót thương, tội nghiệp. Thì trong lúc thời gian mà cô ta sống với lại mẹ sao mẹ kế đó, tức là dì ghẻ con chồng đó, thì các bạn biết mà, khi mà mình sống với lại dì ghẻ con chồng đó thì đa số vợ dì ghẻ ít có ai mà thương con chồng lắm. Giống như người ta nói là mấy đờ bánh đúc bánh xương gì đó, mấy đờ dì ghẻ nào thương con chồng gì đó, em quên cái lời đó rồi, nhưng mà cái bài đó nghe rất là thấm. Dì ghẻ con chồng nghe rất là thấm. Thì trong lúc mà thời gian mà họ sống chung với nhau, dì ghẻ đó chuyên môn đánh cô ta, đánh đập đồ dữ lắm. Thì lúc đó có một hôm này cô ta bà ta đánh cô ấy. Thì lúc đó cô đó khoảng 8 tuổi rồi. Thì đánh cô ấy thì có một con gà tớ mổ binh cô ta. Thì rất là nguy hiểm, phải nói rất là linh thiêng. Và có nhiều lần cái con rắn đó, tức là mẹ của cô ta đã bò những đi theo cô ta để mà phù hộ cho cô ta. Thì có nhiều lần con rắn đó nó hù người đàn bà dì ghẻ con chồng đó, đến nỗi mà người ta phải sợ luôn. Rồi có một buổi trưa thì dì ghẻ con chồng đang người dì ghẻ đó, mẹ kế đó là đang ngồi nằm trên cái võng. Thì cái võng cứ đưa lên đưa xuống, đưa lên rất là cao, mà không biết tại sao mà cái võng đưa lên như vậy. Và trong cái võng có một đứa em bé nữa, cho nên cô ta lúc đó khoảng 8 tuổi, cô ta rất là sợ em bé bị lọt. Thì lúc đó cô ta mới chạy tới, thì tự nhiên cái võng đưa xuống từ từ, thì cho đứa bé nó đỡ, cho an toàn đó mà. Thì nói chung cái cốt truyện mà người mẹ mà hiện về lo cho con cái đó rất là hay, rất là cảm động. Mẹ nào mà chẳng thương con, đúng không các bạn? Thì lúc đó đó thì có nhiều khi đó cái người dì ghẻ đó đánh đập cô đứa bé 8 tuổi đó nhiều lắm. Và nhiều khi đánh rồi mà còn lôi ra bụi chuối đánh mà chảy máu cam tùm lum hết, đủ thứ chuyện hết các bạn. Nếu như mà ai đã sống với lại mà dì ghẻ của mình rồi đó mà bị hành hạ thì chắc các bạn sẽ biết được cái cảm giác đó nó như thế nào. Thì sau khi mà nhiều lần như vậy đó, thì cô ta mới chạy tới kiếm người dì, kể cho người dì về những cái câu chuyện đó. Thì sau đó người dì mới kiếm người để mà cầu hồn mẹ của cô ta về. Thì lúc mà cầu hồn về nói chuyện đó, thì mẹ cô ta mới nói là mẹ cô ta rất là hận bố cô ta, cho nên phải theo phù hộ và phải nhờ cô ta đưa vào chùa để mà tụng kinh gì đó. Thì lúc đó mẹ mới được siêu thoát. Thì cô ta làm theo ý nguyện như vậy thì hình như là sau này sẽ không có thấy nằm mơ nữa. Nhưng mẹ cô ta có nói với bố cô ta rằng đó là cái nhà đó là phải để cho cô ta ở. Nếu như mà bán đi thì sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Thì cô ta mới nói đó là sự thật. Cho đến lúc mà bố chết rồi cũng không ngóc đầu lên nổi. Thì đó là một cái cốt truyện mà một người mẹ rất là thương con, chết rồi vẫn lo cho con, mà hiện về hóa thành một con rắn để mà quấn quýt bên con mình, để mà bảo vệ cho con mình. Đến nỗi mà phải đi theo bên lúc mà chồng mình đã lấy cho vợ khác rồi, cũng đi theo con mình để bảo vệ cho con mình. Thì các bạn nghĩ coi, trên đời này không ai thương con bằng mẹ. Nên mình có mẹ, không cần biết mình vào cái tuổi nào, thì mình phải nên yêu thương mẹ mình, yêu thương cha mình. Còn những người mà đàn ông mà có một người vợ mà tốt như vậy thì mình phải nên quý lấy. Những cái hạnh phúc đó không phải ai cũng có được. Những cái niềm vui đó không phải, những cái phước báo đó ai không phải ai cũng có được. Cho nên có nhiều chuyện mà người ta chết oan, người ta về thì chuyện đó có lẽ là rất là thật 100%. Không biết các bạn có trải qua những cái chuyện đó chưa, có người nào chết oan chưa? Và có một câu chuyện nữa, đó là một chị kể lại cho em. Thì một hôm chị ta với lại bạn trai của chị ta quen nhau rất là lâu mà chia tay lâu rồi. Thì một hôm chị nằm mơ là lúc đó chị đang ngồi nói chuyện với 4-5 người gì đó, xong rồi bạn trai cũ của chị chạy tới ôm chị, không cho chị ra khỏi, không cho thoát ra khỏi cái vòng tay của anh ta. Và cứ lôi tới anh sao thì thấy, lôi tới đằng sau vườn thì thấy xác của anh ta nằm ở đó. Nhưng mà không ngờ đó chỉ là một giấc mơ thôi nha. Xong rồi chị quảng hồn, chị giật mình vậy. Thì một tuần sau bạn của chị nói rằng người yêu cũ của chị đã chết.
một tuần trước rồi, là chết ngay đúng cái ngày mà chỉ nằm mơ, chỉ nằm mơ thấy ảnh anh ta về ôm chặt chỉ trong vòng tay đó. Cho nên những cái chuyện mà tâm linh, những cái chuyện mà linh hồn về là điều có thật. Tại nhiều khi mình chưa có trải qua, mình chưa có tin tưởng, cho nên mình chưa có thấy. Nhưng mà trong cuộc đời chúng ta, nhiều khi mình thấy mà mình cũng không biết đó là linh hồn nữa. Tại nhiều khi con mắt thường của mình đang ngồi như gì, mình thấy ai đi ngang qua, mình cứ ngỡ như đó là con người, nhưng mà mình đâu biết, có thể đó là một cái con gì sao. Có mấy cái clip cũ của em, cũ lắm rồi, chắc khoảng đâu 6 tháng về trước rồi, thì có một cô y tá cũng cổ làm ở trong bệnh viện, thì cổ cũng thấy những cái tiếng hét la trong những cái phòng ngủ, cổ quay được luôn những cái tiếng động đó luôn. Các bạn có thể tìm lại những cái clip cũ mà coi nha. Có một cô y tá kể về chuyện ma, thì khi nào mà có cơ hội thì em sẽ mời cô ta lên sóng một lần nữa để mà kể lại những cái chuyện ma mà cô ta trải qua trong bệnh viện cho các bạn xem. Và những cái clip mà những cái đoạn phim mà cô ta quay được, nghe được những trong cái tiếng video đó. Nói tới là em nổi da gà rồi nè. Tại sao? Tại vì em đang ở bên cạnh cái nghĩa trang. Cho nên những cái con người nào mà chết oan, mà linh thiêng, thì nhất định sẽ về. Cho nên các bạn có thấy những người mà người ta xin số đề hay không, người ta xin cái gì đó mà ra cái đó, thì những cái đó là hình như là linh thiêng thật sự. Không biết các bạn có ai mà trải nghiệm qua những cái mà sự mình xin số đề mà người ta cho đúng không, chẳng hạn như mình nằm mơ mình đánh đề mà trúng hết. Em có một người anh quen, ảnh là làm trong trung tâm thí nghe, thì lần nào á ảnh nằm mơ á, con số đó ảnh đánh đề đều trúng tiền hết. Cho nên mỗi lần mà ảnh về Việt Nam ảnh chơi đó là ảnh đều đi free. Tại sao? Tại vì những cái con số mà ảnh đánh á đều trúng cả. Thì không biết làm sao mà ảnh làm được cái chuyện đó, cho nên em mới gọi ảnh là thánh đề. Thì có nhiều chuyện nó rất là ly kỳ, nó rất là thực tế, nhưng mà mình không thể nào mình tin tưởng được. Vì những cái chuyện đó là những cái chuyện phải nói là về tâm linh, không phải ai cũng trải nghiệm được, không phải ai cũng tin được. Thì nếu như các bạn mà có những cái câu chuyện nào mà hay, mà nói thiệt nha, em kể xong cái cốt truyện người mẹ em Dương này đó, em hơi nổi da gà rồi nè. Tại vì ở đây đó không có xe, có mình xe em thôi à, em sợ quá rồi. Thì những người nào mà có những cái cốt truyện nào hay mà muốn kể cho em, mà em sẽ làm quay lại, em sẽ làm một cái clip cho các bạn xem và các bạn nghe nhé. Thì em mong rằng các bạn hãy tiếp tục, nếu như mà cái yêu thương em thì hãy tiếp tục tặng cho em một cái đăng ký để mà em có thể có một cái tinh thần, có một cái động lực để mà làm những cái clip hay cho các bạn xem. Thì em cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và các bạn nào muốn nghe, tiếp tục nghe chuyện ma của em kể, thì các bạn hãy bình luận cho em nha. Và có ai muốn em kể cái chuyện mà của các bạn đó, thì các bạn hãy nhắn tin cho em qua cái Facebook. Thì một là Facebook Lộc Lê Vlog, các bạn có thể vào Google gõ Lộc Lê Vlog có thể nó ra. Hai đó là các bạn vào trong Facebook bấm Lê Hữu Lộc mà không có dấu nha, Lê Hữu Lộc không có dấu, Lê Hữu Lộc 925 dính liền luôn, không có dấu, thì sẽ ra cái Facebook của em. Cách thứ ba đó, đây là cái Facebook của em là Lộc Lê Bé Lộc, thì cái này là cái Facebook chính thức của em. Thì các bạn nào mà muốn em kể chuyện ma của các bạn đó, thì các bạn hãy bình luận và nhắn tin cho em biết nhé, thì em sẽ làm một cái clip để kể về cái cốt truyện thật sự của các bạn. Thật sự chứ ngồi ở đây mà kể chuyện ma mà xem chứ có một mình ở đây thôi đó, thì phải nói là rất là sợ luôn đó. Thôi bây giờ em cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và nếu như có yêu thương em thì hãy tặng cho em một cái đăng ký nhé. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Bây giờ em đi đây, em nổi da gà rồi. Bye bye các bạn, hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp nhé. Bye bye.